chị gì kỳ vậy? Thế cho. Sương vô. Thấy không, sợ hết thì nghe không? Thời gian sợ Lâm Nhi nó nhào vô. Trời đó, đây giới thiệu cả nhà là đây là các anh chị từ ở dưới Cần Thơ mà phải mua vé xe lên đây để mà ngồi uống cà phê quá chị Vân Lân. Vé xe ly cà phê có nhiêu? 18.000 à, 16.000 mà vé xe hết 116.000, lên uống ly cà phê lỗ 100.000. Bữa nay quán tôi mà cung lê hết cho nên bữa nay mình mở màn đi hai. Vô. Bây giờ mình hát gì ta? Trời ơi gì vậy? Mở màn. Mình hát tình nắng với Tú A đó. Không được. Ủa, có sáu Chanel luôn hả? Thôi giờ mình ca gọi gì mang máy nhiều quá. Camera đài truyền hình y như đài truyền hình vậy đó. Y như đài truyền hình vậy đó. Em ơi tha con kim xanh dẫu chịu hình phạt chúa cay hay đọa đày cái dương nô. Trời ơi. Ok, bỏ con ra. Trời ơi, trời ơi, đây luôn. Đây luôn. Chúa nó đang cao mà trời ơi. Trời ơi. Có kép. Trời ơi. Bữa nay hội ngộ quán chị Phương Loan rồi, quá trời quá đất rồi. Tiếp luôn, ta đang tiếp luôn nè. Chỉ là cảm thông cho em tròn cầu chung thủy cùng người bạn đất dâu yên từ vui đầu. Thấy cưng không? Đó, vô tới chỗ luôn nè. Rồi, vô làm cà phê. Đó, người đẹp tới quán là được bán cà phê. Ủa, tới quán là được đãi cà phê. Quá trời, quá đất. Rồi. Đó, quý vị thấy chưa? Đó, quá trời, quá đất rồi. Rồi, tạm biệt cả nhà nha.